FIFA Podcast, giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm, luôn được người hâm mộ quan tâm để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm đẹp mắt nhất. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những bàn thắng đẹp nhất khả năng cao sẽ giành Podcast Award. Miranda, một pha bắt vô lê đẹp mắt khiến bình luận viên phải thốt lên rằng đây sẽ là bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Lucas Figueiredo, cầu thủ tuyển Brazil trong năm vừa qua đã có một siêu phẩm để đời khi thực hiện thành công cú sút phạt với cự ly khoảng 35m. Một cú sút vừa căng vừa hiểm đi vào góc chết, làm bó tay thủ môn đối phương. Dairon Asprilla, tiền đạo người Colombia đã thực hiện một bàn thắng ở đẳng cấp hàng đầu. Một pha thủ môn bắt bóng không thực sự an toàn, bóng ói ra. Asprilla trong tư thế quay lưng với khung thành đã thực hiện một pha tân bóng rồi tung ra cú sút theo kiểu xe đạp chống ngược. Bóng bay vào lưới mà không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Bàn thắng được ghi ở khoảng cách xa nhất trong năm vừa qua được diễn ra trong trận Metz đối đầu với Saint-Étienne. Khi bóng còn chưa lăn đến vòng trong giữa sân, Wabi Khatri thấy thủ môn dâng cao, lập tức tung ra một đường cầu bóng bổng vào khung thành, trở thành bàn thắng để đời của anh. Palmeiras đối đầu với Independiente, một tình huống dàn xếp đá phạt góc ý đồ, bóng hướng đến Rafael Veiga trống trải. Cầu thủ này lập tức thực hiện một cú volley bóng sống, xé lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 8-1, nhưng thứ mà người ta phải nhớ nhất chính là bàn thắng của Veiga. Bóng lập bập trước vòng cấm địa tìm tới vị trí của Emin Kroos-Sensede. Cầu thủ này tân bóng hai nhịp như một nghệ sĩ, rồi tung ra cú sút bóng sống hiểm hóc thành bàn, khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng. Dimitri Payet, cầu thủ người Pháp nổi tiếng khi là một cầu thủ với rất nhiều siêu phẩm nổi tiếng. Năm nay vẫn thi đấu trong màu áo Marseille, anh vẫn để lại dấu ấn của mình với người hâm mộ bóng đá bằng một cú sút hoàn hảo, một cú volley bóng sống từ ngoài vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc chữ A, hạ gục hoàn toàn hàng thủ Pot. Tại một giải đấu xa xôi, tiền đạo Justin Songa đã đóng góp một bàn thắng đề cử cho Podcast Award. Nhận bóng trong thế quay lưng, anh khéo léo đỡ bóng bằng ngực rồi tung người móc bóng. Bàn thắng đã được ghi theo phong cách xe đạp chống ngược. Ben Garuccio, một bàn thắng được ghi theo kiểu bỏ cạp. Bàn thắng làm người ta nhớ đến Zlatan Ibrahimovic. Jack Colbeck, tiền vệ trung tâm của Nottingham Forest đã có một bàn thắng đẹp mắt trong năm qua. Xuất hiện bên phía cánh trái, cầu thủ này vung chân vô lê. Không biết là may mắn hay cố tình, quả bóng này đã bay thẳng vào lưới, vượt qua sự truy cản của thủ môn. Rafa Silva, cầu thủ tốc độ của Benfica với một pha dốc bóng không thể ngăn cản. Đi bóng từ phần sân nhà đến tận cầu môn đối phương giữa sự truy cản của ba cầu thủ. Đối mặt với thủ môn, quyết định của anh là tự mình dứt điểm và nó đã trở thành bàn thắng. Carrick Nolan, một cú volley đưa bóng vào từ cánh trái bằng má ngoài, thật bất ngờ khi nó không đến với chân của các đồng đội mà đi thẳng vào lưới. Fabio Alves đã gây sốt các cổ động viên bóng đá với một siêu phẩm đá phạt không tưởng. Một cú sút chân trái từ gần vòng tròn trung tâm, bóng bay căng như kẻ chỉ, đi thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn. Có lẽ anh đã không thể hiểu là chuyện gì đang xảy ra trong tình huống vừa rồi. Một pha ghi bàn rất điệu nghệ của Josh Stargen cho Norwich. Chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng nó bằng hình ảnh chứ không thể qua những lời kể. Joan Corrado, cầu thủ kỳ cựu của Juve, một pha đá phạt góc thành bàn, bóng đi cong liệng, đi thẳng vào gôn trong sự bất lực của thủ môn. Dù đang chạy ở tốc độ rất nhanh, cầu thủ này vẫn kịp tung người vô lê xe đạp chống ngược, tạo nên một trong những bàn thắng đẹp mắt của năm. Gareth Hotman, một mình anh đi bóng qua năm cầu thủ áo đỏ, sau đó dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới. Một pha đi bóng khiến người ta phải nhớ đến Leo Messi.
Trong một thời tiết lạnh đầy sương mù đã xuất hiện một cú xe đạp chống ngược đẹp mắt của Keita Bander. Trận đấu giữa Cagliari và Sassuolo. Jock Van Dijk, một pha đệm bóng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh tế và hiểm hóc nâng tỷ số cho Sheffield. Một cú sút xa như búa bổ, bóng đi căng, quỹ đạo khó chịu đã thành công trong việc đánh bại thủ môn từ khoảng cách rất xa khung thành. Zaracho với một tình huống ghi bàn như thể hiện võ công phu, anh tung người thực hiện cú sút như một võ sĩ trong một tình huống phải nói là rất khó để dứt điểm. Damian Diaz đã tạo ra một cú sút cực dị. Đứng từ chấm đá phạt góc, phát hiện thủ môn đối phương mất tập trung, anh thực hiện một cú sút mù lai má khó tin, bóng đi sệt nhưng lại cong vào trong khung thành. Bàn thắng cực khó tin đến từ cầu thủ này. Cướp bóng từ giữa sân, Angel Correa chỉ mất 2 giây để thành công đem về bàn thắng. Felipe Gutierrez từ vị trí còn chưa đến vòng tròn giữa sân, không biết là một pha dứt điểm hay phá bóng. Anh đưa quả bóng hoàn hảo bay thẳng vào gôn đối phương mà không chạm đất lần nào. Anderson Julia, một cú tân bóng tinh tế, loại bỏ một lúc hai hậu vệ để có pha volley đơn giản hạ gục thủ thành đối phương. Guerra Moreno, một bàn thắng được tạo nên từ một chuỗi pha phối hợp từ các cầu thủ Villarreal. Bốn đường chuyền trong không gian hẹp như đang tung hứng. Cú dứt điểm chuẩn xác của Moreno đã tạo nên một trong những bàn thắng đẹp mắt nhất cho các cổ động viên tàu ngầm vàng. Vừa rồi chúng ta vừa được xem 35 bàn thắng đẹp mắt nhất năm vừa rồi, mà khả năng cao một trong số đó sẽ giành được giải Podcast. Hãy cùng chờ xem bàn thắng nào sẽ là bàn thắng đẹp nhất năm nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.